xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu để các bạn một cái event chúng ta sẽ nhận được 100 đô trên sàn Binance Và đây là một cái kèo rất là ngon cho những anh em nào mới tham gia sàn Binance nhé Thì cụ thể thì cái chương trình ưu đãi nhận 100 đô à, 100 đô này thì anh em có thể dùng luôn Thì nó sẽ áp dụng với những cái người mới, những cái bạn chưa từng đăng ký sàn Binance Cụ thể thì đây mình sẽ điểm qua các cái nhiệm vụ để các bạn có thể nhận được được 100 đô khi mà chúng ta đã đăng ký sàn Binance. Thì chương trình này sẽ chào mừng những người mới. Sau khi đăng ký thì người dùng mới phải hoàn thành nhiệm vụ này trong vòng 7 ngày. Thì các bạn mới đủ điều kiện để nhận phần thưởng ưu đãi chào mừng. Đó. Thì để đăng ký thì mình các bạn sẽ nhấn vào cái đường link mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Sau khi các bạn nhấn vào thì chúng ta tiến hành đăng ký bằng email hoặc là số điện thoại. Đó. Rồi chúng ta tiến hành KIC xác minh. Sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành thêm một số nhiệm vụ như sau để chúng ta có thể nhận được là 100 đô free. Đầu tiên là chúng ta sẽ nạp tiền lần đầu bằng tiền pháp định hoặc là P2P trên 50 USD. Nhiệm vụ thứ hai là các bạn sẽ nạp tiền mã hóa lần đầu trên 50 đô trong vòng 5 ngày là chúng ta sẽ nhận được một cái voucher tiền mặt 50 đô. Và nhiệm vụ thứ ba đó là chúng ta sẽ giao dịch tiền mã hóa lần đầu trên thị trường spot trên 100 đô thì các bạn sẽ nhận được thêm là 45 đô nữa thì tổng giá trị giải thưởng ở đây thì sẽ tổng là nhận được là 100 đô thì những cái nhiệm vụ này thì chúng ta cũng làm hoàn toàn là đơn giản chỉ cần các bạn có tiền là xong đầu tiên là nhiệm vụ chúng ta mua tiền pháp định nhé thì mình đã có làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn này chúng ta hướng dẫn mua tiền pháp định ở đây đó thì mình sẽ review thêm một chút cho các bạn hiểu Thì à, đầu tiên là các bạn xem Đầu tiên các bạn cần chưa biết mua bán ở trên sàn Binance Thì các bạn cần phải xem video này của mình Để các bạn chắc chắn Rồi sau khi chúng ta nhấn vào mua rồi Thì các bạn sẽ mua đồng USDT Hoặc là các bạn mua một đồng coin nào đó Ở đây nó bảo chúng ta là theo tiền pháp định đúng không ạ Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta mua theo tiền pháp định Thì các bạn sẽ chọn ở phần mua này là theo fiat nhé Còn nhiệm vụ thứ hai là mua theo tiền mã hóa nạp tiền mã hóa lần đầu là chúng ta mua một lần thứ hai 50 đô nữa thì các bạn sẽ mua theo cái phần crypto ở đây thì cách mua như thế nào thì mình đã chỉ cho các bạn rất rõ ở trong video này đó thì các bạn cần phải xem lại cái video này nếu các bạn muốn thực hiện muốn tham gia cái kèo nhận 100 đô free này rồi tiếp theo là cái chương trình Aerobe thì mình cũng vừa làm ở đây thì khi mà bạn tham gia mới thì các bạn làm cái nhiệm vụ nạp 50 đô này thì uh, vô vô tình bạn sẽ tham gia được cái sự kiện đó là ăn chia 75.000 đô từ sàn Binance luôn. Đó thì các bạn chưa biết cái event này thì các bạn cũng có thể vào đây để chúng ta tham gia. Các bạn chỉ cần nạp vào sau đó các bạn vào đây các bạn điền form là xong. Đó thì đây là hai cái sự kiện à, giúp chúng ta có thể ăn chia cũng như là kiếm tiền trên cái sàn Binance này. Rồi thì các cái hướng dẫn phần thưởng thì đầu tiên là các bạn cần phải mở tài khoản tức là chúng ta đăng ký sau đó các bạn xác minh tài khoản thứ ba là chúng ta hoàn thành các nhiệm vụ ở đây và thứ tư là chúng ta sẽ nhận phần thưởng thì sau khi các bạn hoàn thành một cái nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được một cái voucher tương đương với từng nhiệm vụ mà các bạn hoàn thành và các bạn lưu ý là tất cả ba cái voucher này nếu các bạn muốn nhận hết thì các bạn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 7 ngày à, kể từ khi mà bạn mở tài khoản KIC và xác minh thành công đó thì các bạn phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ này trong vòng 7 ngày. Rồi, thì tên nhiệm vụ đầu tiên à, ở đây thì ở cái là cái phần thưởng nhé Thì cái lưu ý là cái phần thưởng thứ hai cái nhiệm vụ thứ hai là chúng ta chỉ có trong vòng 5 ngày. Đó, thì các bạn để các bạn à, mua bán. Rồi, thì hai cái nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn sẽ xem lại cái video này của mình. Còn nhiệm vụ thứ ba đó chúng ta sẽ giao dịch spot trên à, sàn Binance. Thì cái nhiệm vụ thứ ba này thì mình sẽ làm một cái video riêng để hướng dẫn cho các bạn từ A đến Z khi mà chúng ta giao dịch spot. Thì đây mình hướng dẫn qua cho các bạn nhé. Để giao dịch ấy thì các bạn sẽ vào cái trang chủ của Binance này. Ở đây sẽ có cái phần giao dịch. Thì những cái bạn nào mà các bạn đã sử dụng một số cái sàn trước như là Hubi hay là Atlas thì sẽ có cái phần đặt lệnh ở đây. Thì các bạn sẽ vào phần giao ngay chúng ta chọn cái cặp tiền để chúng ta giao dịch đó thì các bạn giao dịch cái tổng giá trị giao dịch của bạn trên 100 đô là các bạn có thể tham gia vào cái event này đó Ngoài ra thì bạn nếu bạn có câu hỏi gì thắc mắc thì các bạn có thể à, đọc ở phần dưới này nhé về cái sàn Binance nếu các bạn chưa biết về sàn Binance chưa biết về tiền mã hóa thì các bạn có thể kích vào đây để chúng ta xem các câu hỏi đó và chúng ta trả lời thì tóm lại trong cái nhiệm vụ trong cái event ngày hôm nay thì các bạn cần phải đạt đủ các yếu tố như sau đầu tiên là cái tài khoản của bạn phải là tài khoản mới đăng ký và chúng ta mới xác minh trong vòng chưa đầy 7 ngày đó điều kiện thứ hai là các bạn phải thực hiện các à, các bạn phải tiến hành KIC và xác minh tài khoản thành công điều kiện thứ ba là các bạn sẽ cần phải hoàn thành ba cái nhiệm vụ đó ba cái nhiệm vụ bao gồm ở đây và điều kiện à, thứ tư là các bạn sẽ tiến hành à, thực hiện cái giao dịch đó thì đó là bốn cái điều kiện để chúng ta có thể tham gia được cái kèo erros lần này thì chúng ta sẽ nhận được 100 đô từ sàn Binance Và khẳng định là 100 đô này thì chúng ta có thể các bạn chuyển thành tiền Để các bạn giao dịch và chúng ta rút về cái tài khoản của chúng ta bình thường nhé Đấy, 100 đô nó cũng cầm tầm được khoảng là 2 triệu 300 Một kèo cũng khá là ngon để anh em có thể tham gia Nhưng mà kèo này thì anh em cần có một ít vốn Và số tiền khi mà các bạn nạp vào ấy thì hoàn toàn chúng ta không bị khóa lại bất cứ cái đồng nào cả Mà chúng ta có thể là rút về ngay luôn ok và nếu bạn có cái điều gì còn thắc mắc thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới thì mình sẽ giải đáp cho tất cả các bạn video của mình tới đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo